Tôi đến giới thiệu. 我来介绍. Anh đến giới thiệu. 你来介绍. 你来介绍. Chúng tôi đến làm quen. 我们来认识. 我们来认识. Hãy nhắc lại từ làm quen, quen biết. 认识. Tôi không quen biết bố mẹ cậu. 我不认识你爸爸妈妈. Rất vui được quen biết bạn, hai cách. 认识你很高兴. 很高兴认识你. Hãy nói lại, tôi đến giới thiệu. 我来介绍. 我来介绍. Hãy nghe từ một chút. 一下. 一下. 一. 一. 下. 下. 一下. 一下. Từ y có nghĩa là một trong tiếng Trung. Khi đọc cùng thanh 4 sẽ đọc thành thanh 2. Hãy nhắc lại một chút. 一下. 一下. Giới thiệu một chút. 介绍一下. 介绍一下. Tôi đến giới thiệu một chút. 我来介绍一下. 我来介绍一下. Anh đến giới thiệu một chút. 你来介绍一下. 你来介绍一下. Hãy nói. Đinh lực 3, cậu đến giới thiệu một chút. 丁立波,你来介绍一下. 丁立波,你来介绍一下. Thầy giáo Lưu, thầy đến giới thiệu một chút. 刘老师,你来介绍一下. 刘老师,您来介绍一下. Chúng ta đến làm quen một chút. 我们来介绍一下. 我们来介绍一下. Các bạn đến làm quen một chút. 你们来认识一下. 你们来认识一下. Chúng tôi đến làm quen một chút. 我们来认识一下. 我们来认识一下. Tôi đến giới thiệu một chút. 我来介绍一下. 我来介绍一下. Hãy nói lại, chào các em. 同学们好. 同学们好. Chúng em chào thầy. 老师好. 老师好. Hãy nhắc lại, tôi họ Đinh, tên là Đinh Lực Ba.
我姓丁，叫丁立波。我姓丁，叫丁立波。Hãy thử nói, thầy họ Lưu tên là Lưu Minh. 我姓刘，叫刘明。我姓刘，叫刘明。 Anh họ gì? 你姓什么? Xin hỏi quý tính đại danh của anh. 请问您贵姓?